đường Chu Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt dài khoảng 600 m. Sau hơn 5 tháng thi công để lắp đặt hệ thống ống thoát nước, thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc hoàn nguyên mặt nền đường như ban đầu. Đơn vị thi công chỉ đổ đất cát sau một thời gian lún sụt, có chỗ sâu từ 10 đến 15 phân, gây nguy hiểm cho người đi đường. Mà con nịt đi là thằng cu là đi là té hoài, tại nó nhỏ, nó mới có 5 tuổi á, mà nó đi xe ra đây là bị té. Tại mấy lần, bữa nay là được bữa nay là được 7 tháng rồi đó. Mà họ chưa làm, họ vẫn để nguyên như vậy. Thì gia đình với cái đường này là muốn yêu cầu á, là cái công ty này họ phải làm sửa sang lại, làm ra cho cái mặt đường cho được, để cho cái dân được nhờ. Sập nhiều lỗ, bữa hôm trước có một sập lỗ kia, tôi phải chặt cái tre này tôi đem tôi gắm. Chứ xe đi á, sợ, đêm sợ nó sập á. Thế thành ra là yêu cầu cái chỗ làm đường này làm lại giùm. Đi vậy nguy hiểm ạ? Nguy hiểm chứ. Vì buổi đêm người ta không thấy ta đi xe nó té. Chứ con gái tôi nó cũng đi về đây, nó cũng nói chứ sao cái đường dày đi sợ nó sập hè. Do công tác hoàn nguyên mặt đường còn sơ sài nên việc người tham gia giao thông buộc phải phạm luật. Đó là lấn tuyến để né tránh những ổ voi, ổ gà. Và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến va chạm, dẫn đến tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, đơn vị chủ đầu tư công ty cấp thoát nước Lâm Đồng cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị thi công cam kết thời hạn hoàn trả mặt nền đường theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thi công hai dự án này thì có liên quan đến vấn đề đào đường và hoàn trả mặt đường. Thời gian qua thì do cái thời tiết của Đà Lạt mưa thường xuyên nên việc hoàn trả nó cũng có chậm. Chúng tôi cũng đã đôn đốc rất nhiều lần bằng nhiều hình thức và cũng nhiều biện pháp để yêu cầu nhà thầu thi công đến đâu thì hoàn trả ngay đến đấy. Đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu cũng đã khắc phục những vị trí mà chưa hoàn trả. Hiện nay thì còn có tuyến đường Chu Văn An là chưa hoàn trả và cái tuyến đường Lê Hồng Phong ấy, một số vị trí bị sụt lún thì cũng chưa được bù lại và đang triển khai thi công tuyến đường Đoàn Thị Điểm. Thì việc mà chưa hoàn trả kịp thời này chúng tôi vẫn tiếp tục đôn đốc nhà thầu và yêu cầu nhà thầu thực hiện, nếu không chúng tôi có những cái biện pháp mạnh khác. Có một thực tế hiện nay đó là tuy một số tuyến đường đã được đơn vị thi công hoàn nguyên xong mặt nền đường, vậy nhưng sau một thời gian ngắn vẫn xảy ra tình trạng lún sụt, tạo nên những cái bẫy khiến cho người tham gia giao thông lúng túng trong việc xử lý điều khiển phương tiện giao thông. Rồi này thì về ngày phải đưa con cháu đi học, mà thấy đường thì nó lộ hô lộ hôm như vậy thì thấy cũng có thể gây ra tai nạn. Đi tránh người này, người mà thực tế là tôi cũng thấy có tai nạn xảy ra rồi. Cho nên nữa tôi cũng thấy cái cục đường công đường này thấy làm như vậy cũng được bảo đảm lắm. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì cũng để cho nhà thầu có những cái thời gian để khắc phục việc này. Vừa qua chúng tôi đã yêu cầu tất cả những cái vị trí mà không đảm bảo đã được khắc phục. Như vừa rồi tôi nói, còn lại cái đường Liên Phong đợt tới này, trong tuần này và tuần tới nữa thì nhà thầu sẽ khắc phục việc này. Được biết, đối với những tuyến đường đã lắp đặt xong hệ thống ống thoát nước nhưng chưa hoàn nguyên, hoặc hoàn nguyên nhưng chất lượng chưa đảm bảo, thì các đơn vị thi công phải hoàn thành xong trong trung tuần tháng 8 này. Quá thời hạn trên, đơn vị chủ đầu tư sẽ cắt hợp đồng, chuyển giao cho đơn vị khác. Hy vọng rằng với những biện pháp quyết liệt đó, công tác chỉnh trang đô thị nói chung và việc hoàn nguyên mặt nền đường nói riêng sẽ đi vào quy củ. Thi công đến đâu, hoàn nguyên trả mặt đường đến đó.